Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Trên 106.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã được nhận tiền hỗ trợ. Các doanh nghiệp tại huyện Ân Thi thực hiện song song công tác phòng chống dịch và khôi phục để mạnh sản xuất. Thành phố Hưng Yên nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhãn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính nhà nước đạt nhiều kết quả nổi bật. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra cải cách hành chính, công tác tuyên truyền được quan tâm với nhiều hình thức. Từ năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị theo bộ chỉ số cải cách hành chính. Qua đó, công tác cải cách hành chính tại các đơn vị được cải thiện, mức độ hài lòng của người dân tăng lên. Công tác cải cách thể chế đạt kết quả tốt, được Bộ Tư pháp đánh giá cao. Giai đoạn 2016-2020, 100% cơ quan hành chính các cấp có bộ phận một cửa hiện đại, trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động đã tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân. Giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông, sắp xếp lại bộ máy từng bước hiện đại hóa hành chính. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao kết quả cho công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh Hưng Yên liên tục thăng hạng trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, năm 2015 xếp thứ 56, đến năm 2019 xếp thứ 22 trên 63 tỉnh thành toàn quốc. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao trách nhiệm cho công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức tốt việc tiếp nhận hồ sơ, rút gọn thời gian giải quyết, đổi mới kiện toàn bộ máy, đào tạo cán bộ công chức theo chuẩn ngạch, nâng cao kiến thức kỹ năng, nắm chắc về luật nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rồi chấn chỉnh công tác cải cách hành chính, nêu những gương điển hình, những địa phương điển hình tiêu biểu và cũng nêu những việc chưa làm được, có địa chỉ. Và hàng năm chúng ta tiếp tục chấm điểm các sở ngành, các huyện, các xã, sẽ xử lý nghiêm và cương quyết tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, trục lợi các chính sách, vi phạm pháp luật. Đặc biệt chịu trách nhiệm về vấn đề cái thực hiện cái nghị quyết 42 của Thủ tướng hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân khắc phục Covid vừa qua, và kể cả xây dựng 1.537 nhà hộ nghèo đấy này, sinh ra chúng ta để lo cho dân. Nguồn lực có rồi, bây chỉ có tổ chức thực hiện làm sao tiền đến tận tay dân, xây dựng nhà càng ngày càng đẹp. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trước sự chứng kiến của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ngân hàng PVcombank đã trao quà hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên họp để đánh giá tiến độ công việc, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội chủ trì hội nghị. Qua nghe các thành viên trong tiểu ban báo cáo tiến độ triển khai công việc đã làm được trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức tiểu ban thời gian tới,
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từng tổ và các thành viên tiểu ban rà soát lại tất cả các công việc được giao, những việc đã làm, những việc chưa làm, nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, khó khăn đặt ra là gì để từ đó có giải pháp khắc phục triển khai theo đúng kế hoạch. Trang trí các đường phố tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Đồng chí yêu cầu trong triển khai các công việc, từng bộ phận nắm chắc từng nội dung công việc từ đó góp phần thành công cho đại hội. Bên cạnh đó, các ngành liên quan phải nắm chắc tình hình an ninh chính trị tại địa phương, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, đặc biệt là các đơn thư vượt cấp kéo dài. Sáng nay, tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6 năm 2020. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát tình hình, thông tin kịp thời và toàn diện các sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong tỉnh, trong nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nội dung kỳ họp lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nội dung kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 14, tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đảng viên và nhân dân, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh và toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ kỷ niệm, chú trọng tuyên truyền biểu dương những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, tích cực tham gia các giải báo chí, cuộc thi do Trung ương, tỉnh tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6, Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thị trấn Như Quỳnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật ở lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội đã được quan tâm đầu tư theo hướng ưu tiên nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội và từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng thị trấn Như Quỳnh trở thành đô thị loại 4 vào năm 2020. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 94 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện đầy đủ đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%. Nhiều chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố giữ vững, công tác quản lý đất đai được tăng cường, ô nhiễm môi trường trong các khu làng nghề, khu dân cư được giải quyết triệt để. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh đã kết nạp được 50 đảng viên mới, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện trong công cuộc đổi mới, xây dựng thị trấn Như Quỳnh, giàu đẹp, văn minh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh quyết tâm tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và củng cố vững chắc hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phát triển đô thị, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Cũng trong hai ngày 3 và 4 tháng 6, Đảng bộ thị trấn Khoai Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Khoái Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, giá trị thu nhập một hecta canh tác đạt 215 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ đều đạt ở mức cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66,6 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và các chế độ chính sách an sinh xã hội được chăm lo thực hiện đầy đủ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hạ tầng nông thôn mới với hệ thống điện, đường giao thông, trường học được đầu tư khang trang kiên cố. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Đời sống nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%, hơn 90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong xây dựng đảng, 11 trên 11 chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Khoái Châu tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển nhanh lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, ưu tiên lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng,
chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2020. Hội nghị được triển khai là thực hiện theo kế hoạch số 122 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 4 tháng 10 năm 2019 về xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2021. Với mục đích xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 sang tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Hội nghị đã đưa ra kế hoạch tập huấn về xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2015 cho từng cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, để góp phần vào việc xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 42 của Chính phủ, đến thời điểm này, Hưng Yên đã chi hỗ trợ cho trên 106.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó có gần 20.000 người có công với cách mạng, 45.200 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, gần 41.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền trên 128 tỷ đồng. Hiện nay, ba đơn vị còn lại là thị xã Mỹ Hào, huyện Quế Châu và Văn Giang đang tiếp tục tiến hành chi hỗ trợ cho khoảng trên 2.000 người thuộc 4 nhóm đối tượng theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh xong trong thời gian sớm nhất. Hiện tỉnh cũng đang yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương tập trung rà soát và thống kê nhanh số lao động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hưởng gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ để hỗ trợ kịp thời. Huyện Khoai Châu cũng vừa tạm ứng trên 20 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho gần 18.000 người thuộc diện người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo kết quả rà soát, toàn huyện có 3.179 người có công với cách mạng, 8.082 đối tượng bảo trợ xã hội và 6.626 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trong đợt này với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Trong đó, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng một người một tháng. Thời gian hỗ trợ trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6. Để đảm bảo tính công bằng, dân chủ và kịp thời, cán bộ phòng lao động thương binh và xã hội huyện cùng các xã thị trấn đã thành lập nhiều đoàn trực tiếp giám sát tại các điểm kịp thời giải quyết những vướng mắc để sớm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu ổn định sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi đang nỗ lực vượt khó vươn lên. Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công ty cổ phần May Hương Vũ đóng trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, bởi 90% nguồn nguyên phụ liệu may của doanh nghiệp được nhập từ Trung Quốc. Mặt khác, có thời điểm các đơn hàng đã hoàn thiện, tuy nhiên công ty lại gặp khó khăn trong việc xuất khẩu. Hiện nay, để ổn định sản xuất, công ty đã đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm tăng năng suất và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của thị trường, đồng thời mở rộng thị trường trong và ngoài nước để tìm kiếm các đơn hàng mới. Chúng tôi cũng đã có sự chia sẻ với khách hàng, thứ nhất là về giá thành sản phẩm là cũng giảm xuống để kích cầu người tiêu dùng. Thứ hai là nguyên phụ liệu trong nước này, chúng tôi cũng đã tìm được một số nguồn để đáp ứng được cái nguyên phụ liệu đầu vào để không bị ảnh hưởng đến sản xuất. Với sự chủ động linh hoạt trong các phương án kinh doanh, nên thời gian qua, công ty cổ phần May Hương Vũ vẫn đảm bảo việc làm ổn định cho 450 công nhân với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng một người trên tháng. Hiện tại bây giờ chúng tôi là rất là nhiều việc, không khí làm việc thì rất hào hứng ạ. Thì công ty cũng ký được những cái đơn hàng rất là dài mà số lượng nhiều. Với sản phẩm chủ lực là túi ni lông xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, hiện nay công ty cổ phần nhựa Thái Bình Dương nằm trong cụm công nghiệp Quang Vinh, Vân Du đang không ngừng nâng cao năng lực sản xuất. Nếu trong tháng 3 và tháng 4, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công ty chỉ xuất được từ 280 đến 300 tấn sản phẩm trên tháng, thì hiện nay, theo báo cáo kinh doanh trong tháng 5, công ty đã xuất được 400 tấn sản phẩm. Nhu cầu mở rộng sản xuất, tôi cũng đang tiếp tục tuyển lao động, mức lương ổn định
sẽ dao động trong khoảng từ 7 triệu rưỡi cho đến 11 triệu. Trên địa bàn huyện Ân Thi hiện có 184 doanh nghiệp với trên 9.600 lao động. Khắc phục những khó khăn trong thời điểm hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều có những cách làm riêng phù hợp với đặc thù tình hình sản xuất, vì mục tiêu chung là phục hồi và tăng trưởng sau những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra. Thu hoạch nhãn chính vụ năm 2020 đang đến gần. Để giúp bà con mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn, thành phố Hưng Yên đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp để tìm đầu ra cho quả nhãn. Gia đình anh Bùi Xuân Sử ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên hiện trồng gần 3 mẫu nhãn. Nhờ làm chủ kỹ thuật nên vườn nhãn nhà anh năm nào cũng cho sai quả. Ước tính năm nay vườn nhãn nhà anh cho thu khoảng 25 tấn quả. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong khi nhiều bà con lo lắng chưa có thị trường để tiêu thụ nhãn, thì 50% diện tích nhãn của gia đình anh đã được khách hàng đặt mua. Để mà được nhiều khách hàng biết tới cái sản phẩm của nhãn của gia đình chúng tôi là luôn đặt cái phương châm là khách hàng lên hàng đầu, cũng như là chất lượng của nhãn, sạch, vệ sinh sản phẩm, mẫu mã, đẹp. Để sản phẩm thu hoạch đến đâu được tiêu thụ luôn đến đó. Những năm trở lại đây, ngoài trồng các giống nhãn cho năng suất cao, mẫu mã đẹp, nhiều năm nay hợp tác xã cây ăn quả đặc sản thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng trồng sản xuất trên 30 ha nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vì vậy các diện tích nhãn của hợp tác xã vẫn được các thương lái ở tỉnh Thái Bình, hệ thống siêu thị ở các thành phố lớn đặt mua. Nhà tôi có 20 nhãn làm theo quy trình của Việt Gáp. Bây giờ chúng tôi rất phấn khởi là đã được hợp tác xã bao tiêu đầu ra. Hợp tác xã đang xúc tiến quảng cáo thương mại, quảng cáo trên các trang website, quảng cáo trên Facebook để các thương lái, các thị trường người ta được tiếp cận được để người ta về người ta phối hợp với hợp tác xã tiêu thụ được cho bà con. Và ngoài ra thì hợp tác xã chủ động đến các cái mối tiêu thụ hàng năm của hợp tác xã những năm trước ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Vụ nhãn năm nay, thành phố ước thu trên 11.000 tấn, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2019. Ngoài việc tuyên truyền cho nhân dân áp dụng quy trình Việt Gáp vào sản xuất để đảm bảo nông sản sạch, thành phố sẽ đẩy mạnh tiếp xúc thương mại để tiêu thụ nhãn tại các thị trường lớn và các doanh nghiệp siêu thị. Đến thời điểm này, đã có một số đơn vị về đặt hàng thu mua nhãn tại xã Hồng Nam, Tân Hưng, Phương Triều với số lượng khoảng 200 tấn. Đăng ký với các sở ngành liên quan của tỉnh tham gia 3 đợt về cái tiêu thụ nhãn quả, giới thiệu và quảng bá chăm nối với các doanh nghiệp, các siêu thị và các cái nhà phân phối lớn tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương để liên kết và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhãn quả. Với sự nỗ lực của người dân cùng các giải pháp của các cấp các ngành chức năng, hy vọng rằng vụ nhãn năm nay bà con trồng nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên sẽ tiêu thụ nhãn thuận lợi và thu được hiệu quả kinh tế cao. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên duy trì từ 36 đến 39 độ C như hiện nay, người cao tuổi là đối tượng rất dễ bị mắc bệnh bởi sức đề kháng yếu. Do đó, việc bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi trong những ngày nắng nóng là rất cần thiết. Ông Trần Văn Toàn ở thôn Trà Dương, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Để đảm bảo sức khỏe cho ông Toàn trong mùa nắng nóng, mặc dù còn nhiều công nợ sau khi xây nhà, nhưng ngay từ đầu mùa hè, các con ông vẫn cố gắng lắp một chiếc điều hòa trong phòng ngủ của ông Toàn để giảm bớt nắng nóng. Việc chăm sóc sức khỏe cũng được bản thân ông Toàn và con cái chú ý hơn. Con cháu thì chỉ mong là sức khỏe của bố mẹ là luôn mạnh khỏe. Chúng tôi mua hoa quả trái cây như là các loại hoa quả giàu vitamin C để ông cháu ở nhà là ăn để đảm bảo sức khỏe. Hôm nay là 84, thế mà có cái sức khỏe này là con cái nó chăm sóc. Thế về tinh thần, về tư tưởng, về ăn uống thì tất cả các cái là cũng cứ điều độ. Thế rồi lại bản thân chịu khó đi tập thể dục. Điều hòa đã trở thành phương án tối ưu, được mọi người lựa chọn để phòng chống nắng nóng.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều gia đình chưa có điều kiện để mua sắm điều hòa, nhất là những vùng nông thôn. Bên cạnh đó, hiện nay hầu hết các vùng quê đã bị bê tông hóa, cây xanh suy giảm đáng kể, khiến bầu không khí cũng trở nên oi nóng. Trong những ngày nắng nóng, bệnh nhân cao tuổi phải nhập viện với các bệnh về tiêu hóa, tim mạch, đột quỵ, hô hấp, xương khớp và bệnh ngoài da tăng cao. Để đảm bảo cho người cao tuổi trong thời kỳ nắng nóng này thì cần phải lưu ý một số điểm. Một là phải ăn mặc cho thoáng mát, hai là chế độ dinh dưỡng phải hợp lý, phải uống đủ nước. Nó phải cân bằng giữa đầu vào và đầu ra của lượng nước vào trong cơ thể. Thông thường uống từ 2 đến 2,5 lít trên một ngày. Cái thứ ba là tránh ra ngoài trời trong những cái thời gian khoảng từ 10 đến 16 giờ. Cái thứ tư là cần phải luyện tập thể dục thể thao. Và cái thứ năm là phải vệ sinh sạch sẽ. Nếu như người già mà có ốm đau thì sẽ đến khám các bác sĩ ngay chứ không tự mua thuốc và điều trị ở nhà. Và cái cuối cùng là cần phải tránh sốc nhiệt và đột quỵ với những cái biểu hiện như là bệnh nhân có thể có cảm giác ngú lẫn. Cái thứ hai là méo miệng, có thể là giảm vận động và có thể là nói khó hoặc là có thể là rối loạn cơ tròn. Những biểu hiện như thế thì nên đi đến khám chữa và điều trị ngay. Theo dự báo, thời tiết nắng nóng còn kéo dài thêm nhiều ngày và nhiều đợt nữa, do đó việc chăm sóc sức khỏe nói chung và cho người già nói riêng càng phải được quan tâm hơn.